những khát vọng vươn cao, những đam mê sáng tạo, xây giá trị tương lai, cho ước mơ chắp cánh. Hội tụ chất tinh hoa, kết tinh từ tạo hóa, lắng đọng cùng thời gian. Trà hoa vàng Kim Sơn phát triển trên tán rừng nguyên sinh tự nhiên, nằm trong khuôn viên khu dự trữ sinh quyển lớn nhất khu vực Đông Nam Á được UNESCO công nhận. Thiên thời, địa lợi kết hợp với sự tâm huyết của những nghệ nhân cần mẫn, tất cả đã tạo nên một trà hoa vàng Kim Sơn chứ danh bậc nhất. Trà hoa vàng Kim Sơn, trà hoa quý tốt cho sức khỏe.